Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Giới thiệu một chút cho những bà con nào chưa biết thì Huy hoạt động trên một số kênh của ekip của Nguyễn Huy như sau. Đó là kênh Đất Đồng Radio. Đó là Huy sẽ diễn đọc những tác phẩm truyện tâm linh do các tác giả sáng tác, phục vụ vào mỗi ngày lúc 20 giờ mỗi tối. Còn Huy có một kênh nữa, nó là kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Thì đúng như cái tên là sẽ phục vụ những tập truyện dài, những bộ tiểu thuyết với tất cả các nội dung, với tất cả các thể loại, nhưng mà đa phần vẫn là thể loại truyện tâm linh. Còn kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ này thì anh em ekip lập ra để mà phục vụ mọi người những câu chuyện có thật, những câu chuyện đời thường của quý bà con ở khắp nơi, khắp mọi miền gửi về, và vẫn là những câu chuyện về tâm linh. Chúng ta đã đi đến video số 72 ngày hôm nay, và chúng ta cùng tìm về một cái quan niệm mà từ xưa tới nay chúng ta nghe rất nhiều lần. Đó là làm gì làm, thất khứa với người âm, đó là một điều đại kỵ. Câu chuyện số 72 ngày hôm nay của bạn Lành quê ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng, thì bạn kể một câu chuyện cho chúng ta nghe giống như vậy. Thì bạn là con út trong một gia đình có tới 4 anh chị em. Nhưng mà cái người gặp vấn đề ở đây là một người chị gái thứ hai của bạn. Chị ấy năm nay đã gần 40 rồi, nhưng mà không có được bình thường, mà theo cách gọi của bà con dưới quê mình là mắt đằng dưới đó. Chị lên cơn vô chừng lắm, có khi mới sáng sớm đã cười nói một mình, rồi cũng có khi nửa khuya mà chỉ ngồi trong mộng chỉ hát vậy đó. Mà mấy cái lúc mà bình thường á, không có bị mắt đằng dưới á, thì chị rất hiền, chỉ bị cái là hơi ít nói hơn ta thôi, mà cũng lại rất giỏi giang nữa, làm công chuyện nhà không có ai bằng luôn. Thì mẹ của bạn Lành này mới hỏi, mới nói là chị hai á, là một đứa con bất trị của mẹ. Tánh tình của bà cứ như một đứa con trai vậy đó. Hồi xưa là bị mẹ cho ăn đòn hoài chứ gì. Tại vì cái gì? Vì cái tội trốn đi chơi đêm. Con gái nha, mà trốn đi chơi đêm. Tối về thì bị đánh, bị nhốt lại. Nhưng mà lay quay một chút là bà lại trốn ra bà đi nữa. Bà toàn chơi chung với đàn ông con trai thôi à. Mà cái bữa nào mà đi nhậu về mà trễ đó, sợ bị nhà chửi, cái là bà lủi vô trong nghĩa địa luôn. Bà leo lên mấy cái mã đá bà ngủ. Hỏi thì bà nói là thà ngủ đó sáng về bị quánh, còn hơn là về nhà nửa đêm bị chửi nhức đầu lắm. Mẹ kể là hồi cái lúc bà 15 tuổi là có người đi coi mắt, thì nhà cũng ưng rồi, có ý gả rồi. Nhưng mà bà không chịu, cho nên bà chống. Bà mới quyết định ăn chơi xa đọa vậy đó, cho người ta thấy người ta sợ, người ta né bà ra. Thì riết rồi, cái ăn chơi riết nó thành cái thói quen lúc nào không hay, trở thành một con người không sợ trời, không sợ đất gì hết. Thì nhưng mà giống như là nói lúc nãy đó, đối với công chuyện ở nhà thì bà làm dỗ dắn lắm. Thì có một cái câu chuyện nó như vậy, là hôm đó đó bà mượn một cái nhẫn vàng của bạn bà đeo chơi, rồi bà lại ôm thao đồ xuống dưới sông bà giặt. Thì cái chiếc nhẫn đó nó hơi rộng, xà bông thì nó trơn, giặt giặt chà chà sao hồi nó tuột, nó rơi xuống sông luôn. Bà quảng hồn liền, bị lúc đó nhà nghèo lắm, một cái nhẫn vàng nó đâu có phải là cái chuyện đơn giản đâu. Bà nhào liền xuống sông bà kiếm, mới trớt xuống đó cái đợp thôi, vậy đó chứ mà kiếm hoài không có ra. Cái một hồi bà tức mình, bà chạy lên nhà bà lấy thêm một cái rổ nữa, bà xuống bà xúc đất ở dưới đáy á, bà đãi coi có kiếm được không. Thì vẫn không kiếm được. Thì lúc đó trong bụng bà đánh lô tô rồi. Cái lúc đó có mấy ông bạn bà bơi xuồng đi ngang hỏi bà đang làm gì. Bà kể bà đang kiếm chiếc nhẫn. Thì không biết nói qua nói lại sao đó. Mà một hồi cái bà nói vợ có con ma nào kiếm giùm được tao được, tao lấy nó luôn. Mấy ông kia ông cười cười. Thì bà đứng lay quay sao cái tự nhiên cái bà đạp trúng cái gì đó cứng cứng. Cái bà khum xuống mà móc chiếc sình lên. Thì thiệt là chiếc nhẫn bà làm rất. Thì mấy ông kia thấy vậy mới cười cười chọc nữa. Nó là chết mày rồi, kỳ này mày lấy ma da làm chồng thiệt rồi. Bà cũng cười bà nói là thôi để bữa nào bà cúng dĩa trái cây là được chứ gì. Thì cái lúc đó bà chị hai này cũng không có nghĩ gì đâu,
Kiểu như cái tính bán trời không mời thiên lôi á, đâu có sợ ai. Bà cũng không có kể lại cho mẹ nghe mà quên mất luôn cái vụ cúng trái cây luôn. Ê, thì chuyện đó chỉ có bà với mấy ông bạn mới biết thôi. Rồi, tưởng đâu chỉ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà không, nó là cái khởi nguồn của những cái câu chuyện về sau này. Thì chắc cũng phải cỡ một năm sau đó. Thì cái lần đó nguyên nhà đi về quê nội ở Tiền Giang để ăn đám giỗ. Thì ở trên đó có một cái bà cô. Bà cô này là em gái của ông nội bạn. Thì bà nhìn thấy chị hai một cái thôi là bà ngoắt lại, bà hỏi là: "Mày đi đâu mà để dông nó theo tò tò vậy?" À, bà chỉ hai bóng có tin. Bà chỉ cười cười vậy thôi. Bà cô đó mới ngoắt mẹ bạn lại nói riêng, nói cho mẹ nghe. Thì mẹ bà giật mình, bởi vì mẹ bà biết bà cô này là có căn số làm thầy. Bị dịch nhưng mà bà không có chịu làm, rồi cái bị hành liệt hai cái chân phải ngồi xe lăn vậy đó. Bị hành tới vậy mà cũng không kiên quyết không làm, chỉ lâu lâu ứng lên coi cho người có duyên vậy thôi. Mẹ nghe bà cô nói vậy thì cũng gặng hỏi chị hai, nhưng mà bị bà gạt qua. Bà nói hơi hơi đầu tin bà chuyện tầm phạo. Rồi cả nhà mới rủ nhau đi qua bên chùa Vĩnh Tường ở gần đó chơi, gần nhà chơi. Tại vì chùa đó cách nhà chừng 2 cây số thôi. Mọi người chuẩn bị đồ đi ra xe hết rồi. Thì mới lúc nhìn vô chị hai thấy bà ngồi im thế nè. Ai kêu cũng chịu đi hết. Kêu hối quá cái bà quạo bà chửi lên. Mẹ thấy vậy mới sợ làm mọi người mất vui, cho nên nói tôi kệ, bỏ nó nhà đi. Quạo quọ vậy đi chơi chung cũng ảnh hưởng mọi người. Thì ban đầu cả nhà dự tính là ở bên nội chơi một tuần mới về. Nhưng mà mới có 3 ngày là chị hai bà giật một giật hai bà đòi về rồi. Rồi sao thấy tánh tình con gái tự nhiên nó trái khuấy vậy? Mẹ bà bực mình lắm. Bà lôi ra ngoài giường bà chửi cho một chập vậy đó. Kiểu đại loại con gái lớn rồi mà không biết phép tắc, không biết cư xử này kia. Ban đầu không muốn thì đừng có đi. Chửi đã rồi đi vô nhà. Mọi người cũng đang cười nói với vậy vui vẻ với nhau vậy đó. Thì tự nhiên bất thình lình cái bà chị hai bà nhảy chạy một hơi trong ngoài bờ sông. Bà nhảy cái ào xuống. À, nguyên nhà ta nói hú hồn hú vía nhảy xuống kéo bà lên luôn. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó bà giải dữ dằn lắm nha. 4-5 người đàn ông làm mới lại bà, lôi bà lên được trên bờ. Rồi thấy mất vui rồi, chứ ngại với bên nhà nội nữa, ba mẹ cũng tự giả đi về. Không có nghĩ bà chị hai bà lại cư xử tệ vậy luôn. Rồi cái lúc ngồi trên xe về, mẹ bà có hâm một câu là: "Mày mà chứng kiểu này tao bắt mày, tao gả đi cho biết mặt." Bà im, bà không nói vậy. Về tới nhà mẹ bà dọn dẹp nghỉ ngơi, ăn uống xong thì cả nhà ngủ sớm. Nhưng mà tới sáng tra nó, trời ơi, ta nói bà muốn xỉu tại chỗ luôn khi mà bước vô phòng của chị hai. Biết bà làm gì không? Bà cắt tóc bà liền đen hết dưới đất luôn. Tóc bà bình thường là nó dài ngang lưng, mà bây giờ bà cắt lổm chổm y chang như bị người ta quấn ghen vậy. Trời ơi, mẹ bà lôi ra bà đánh bà đập bà chửi quá trời luôn. Mà chị hai bà không khóc một tiếng nào. Bà cứ cười hề hề, bà kêu là ai biểu đồ gã. Cái giai đoạn đó, nhà của bằng lạnh mệt mỏi lắm, không khí lúc nào nó cũng nặng nề vô cùng. Rồi cái lúc bạn còn nhỏ xíu mà đâu có biết gì, sau này lớn lên mới nghe mọi người kể lại thôi. Tới 1-2 năm sau nữa thì cái lúc đó bà chị hai bà bị nặng lắm rồi, nặng hơn rồi. Suốt ngày cứ trốn ở trong phòng, không có tiếp xúc với ai hết. Mà mấy người bạn của chị lúc đó thì nghe thấy tình trạng của bà như vậy, mới nhớ tới mới kể cho mẹ nghe cái chuyện bữa rớt chiếc nhẫn. Mẹ kiểu bị đơ luôn. Bây giờ phải mau mau đi kiếm thầy tìm cách cứu vãn tình hình thôi. Đi nhiều chỗ lắm, nhưng mà người ta toàn lắc đầu. Có một bà thầy duy nhất là chịu nói rõ với mẹ. Bà nói là chị hai mắc một cái lời hứa gì đó với người âm mà phải thực hiện. Bà còn nói là cái dông đó ở ngay cái bến nước nhà bạn luôn. Và điều quan trọng là
chị hai bị dông theo lâu quá rồi, bị mắc bắt nhiều phần hồn vía rồi. Bây giờ mà có xử lý được thì chắc cũng điên điên khùng khùng. Thì mẹ nói cái dông đó mẹ biết, biết luôn, là con của bà Tám ở đầu con sông. Thì cái chú đó năm đó đi đám cưới về nhậu xỉn, rồi xích mích với người ta, hay sao đó bị người ta đánh rồi đạp luôn xuống sông. Xác của chú đó trôi tấp vô cái bến nhà bạn. Mẹ nói là cái chú đó nhỏ hơn mẹ chừng 1-2 tuổi gì thôi. Thì cái năm chú chết là đang đúng xê xích tuổi với chị hai. Rồi không biết làm cách nào để cứu con mình hết. Mẹ làm mâm cơm đem ra ngoài bến để mà cúng cho chú đó, khóc lóc van xin đủ thứ tha cho chị hai, nói chị còn nhỏ không có hiểu chuyện. Nhưng mà rốt cuộc thì mọi chuyện nó không đi tới đâu hết. Chị hai càng ngày càng nặng thêm. Tự nhiên có đêm chị trốn nhà đi ra bờ sông ngồi đốt lửa nói chuyện mình ơn, rồi cười khúc khích thấy ghê lắm. Có người trong xóm có công chuyện đi ngang nửa khuya mà thấy vậy thì hỏi thì cái chị nói chị đang nói chuyện với chồng chị. Lúc đó gia đình hết cách rồi, buông xuôi rồi, chứ còn biết giữ chị thiệt kỹ. Thì trong xóm có người mới bày cho mẹ cái cách là bây giờ tước lá bình bát đi, trải xung quanh nhà để cho dông chía nó sợ, nó đừng có hiện về rủ chị hai nữa. Bởi vì lúc đó chị hai hả, cứ tối ngày bà nói chuyện lảm nhảm kêu tên mấy người chết không à. Người ta nói là mấy người gần chết thì có biểu hiện y vậy đó. Thì cái đêm đầu tiên mẹ rải lá xung quanh nhà, đang ngủ thì mẹ nghe có cái tiếng gì đó mà nó rớt cái bụp ở trên mái nhà. Mới đầu nghe nhỏ thôi à, sau cái nghe ầm 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 ầm, rào rào y như người ta cầm một lần mà cả rổ đá mà đổ hất lên mái nhà nha. Trời ơi, còn mấy đứa nhỏ thì giật mình ngồi dậy ôm nhau sợ muốn chết luôn. Nhưng mà bà chị hai bên buồng bên kia thì bà cười phá lên cái kiểu mà bà khoái chí lắm nha. Bà đi ra coi không thấy ai. Sáng bữa sau bắt thằng leo lên mái nhà cũng không thấy cái gì lạ. Ba với mẹ mới nhìn nhau thì đủ hiểu rồi, đủ hiểu là mình gặp cái gì. Ấy, chắc là người ta vô nhà không được mới làm vậy cho đỡ tức, cho đã tức. Thì đêm sau mẹ lại tiếp tục rải lá. Lần này thì không có bị chổi đá nữa, mà lại nghe tiếng mèo kêu. Ta nói cái tiếng mèo kêu nửa đêm nó y như con nít khóc, nghe thấy ghê dữ lắm. Mà nó hả, nó cứ lòng vòng ở đâu nhà kêu hoài à. Một hồi tới lúc ba ông chịu hết nổi, ông bực mình, ông xách cái đèn pin với con dao ra, ông rọi có con mèo nào mà kỳ cục. Mẹ cũng có đi theo. Cái ba rọi lòng vòng mà không có thấy gì hết trơn. Thì tự nhiên mẹ mới níu cánh tay của ba cứ ngắt, lôi ba vô nhà. Vô đóng cửa nẻo đàng hoàng rồi, trời ơi mẹ bà khóc quá trời luôn. Bà nói hồi nãy bà rọi đèn quanh quất á, thì có một cái chỗ mà rọi 2-3 lần gì đó à, mới thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi ướt nhẹp à, đứng hai tay sau xui xỉ, cái mặt thì hơi cúi xuống, mà mắt thì ngước lên nhìn cười với mẹ nữa. Ba thì khẳng định rõ ràng là ba không có thấy gì hết. Nếu mà có người thì chắc chắn ba phải thấy chứ. Biết mẹ sợ cho nên ba an ủi, rồi dỗ mẹ ngủ rồi ba mới ngủ. Thì tới chừng mà ba thiêu thiêu rồi nè, thì ba mới nghe cái tiếng ú ớ bên mẹ kỳ lắm. Ông giật mình dậy liền, ông dỗ dỗ ở dài, ông hỏi có chuyện gì. Mẹ mới tỉnh dậy, mẹ kể là mới nhắm mắt lại ngủ được chút á, thì là thấy mình ngồi ở ngoài mé sông, rồi thấy chị hai nó chỉ lấy cái rổ đãi sình kiếm cái gì đó, mà miệng cứ lầm bầm nói là kiếm được cúng dĩa trái cây, con ma nào kiếm giùm thì lấy làm chồng. Mẹ mới mở miệng mẹ rầy chị hai, nói ăn nói gì bậy bạ. Thì mẹ thấy có một người đàn ông ở dưới nước trồi lên, bóp cổ mẹ kéo xuống. Vừa bóp ông vừa nói là không cúng trái cây thì phải làm vợ tao, sao mày cản? Đó, cứ vậy mà siết cổ mẹ không có buông,
Tới chừng ba đập vai kêu vậy á, mẹ mới thoát ra được. Chứ lúc đó là mẹ ngộp thở tới nơi rồi. Thì ở cái khoảng thời gian hồi đó, nó là cái thời của mấy ông cha già hay quải dầu gió đi bán đó, hoặc là quải mấy cái mặt hàng giải dốc rồi đó. Thì đúng hôm đó có một cái ông đi ngang sớm, thì chắc là cơ duyên, ông ghé vô nhà ông xin nước uống, rồi sẵn tiện hỏi coi có mua dầu gió không. Thì thời đó mà xài mấy cái loại dầu tràm đúng chất đó thì thơm lắm luôn á. Thì ba mới thấy thích, cho nên ông nói bán cho ông chai lớn để dành xài. Thì cái ông này ông đang chiết dầu qua cái chai, thì ông mới vô tình ông ngước lên và ông thấy bà chị hai đang đi tới đi lui trong nhà mà cười nói có mình in. Ông khựng khựng chút ấy, ông mới hỏi, quay qua hỏi bà là anh có tin vô tâm linh không. Trời ơi, ba ông nghe vậy ông mừng rơn luôn á. Ông biết rồi, ông biết cái này là chắc là có cái gì rồi. Ông kể một lèo luôn câu chuyện của chị hai. Ông kia ông nghe xong ông chỉ cười cười, ông nói là nếu tin cho ông xin bữa cơm, ăn no rồi ông giải quyết cho. Ông nói là chuyện tâm linh nó nói dễ thì ông dễ, mà nói khó cũng phải khó, miễn là cần có duyên là làm được hết. Ông nghĩ lại nhà một ngày đó, nói là sáng ông đi sớm, ông kêu mọi người là cứ yên tâm đi, chuyện nó sẽ qua. Nhưng mà có điều là bà chị hai này á, là sẽ không có bình thường lại được như hồi xưa nữa đâu. Bà sẽ bị sống trong một cái thế giới của riêng bà, bởi vì trong thế giới đó có cả người âm lẫn người dương. Cho nên là đôi khi thi thoảng bà sẽ nói năng lộn xộn. Là cái lúc đó là cái lúc mà người ta muốn bắt chuyện với bà. Người ta đây là biết là ai rồi ha. Thì tại vì cái nguyên nhân là do bị dông theo quá lâu ngày rồi, nó hớp mất đi nhiều phần hồn vía, bây giờ không kiếm lại được nữa. Và phần âm trong người nó dưỡng hơn phần dương nhiều lắm. Thì cái đó là số mệnh khó tránh khỏi rồi. Thì đó, thì quả thật là sau cái đêm đó, sáng hôm sau ông đi thì chị hai bà bình thường lại được. Nhưng mà vẫn có những cái lúc như mà Huy kể ở phần đầu đó, là có những cái lúc mà bà bị mắc đằng dưới. Có nghĩa là lúc đó là chắc là bà đang tiếp xúc với người âm đó. Đó là cái câu chuyện bằng lành kể cho chúng ta nghe, trong khi mà phạm kỵ vào một cái điều mà ông bà ta dạy là không nên thất hứa với người âm. Đó là câu chuyện của video số 72 ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Nếu như mọi người yêu mến kênh, hãy ủng hộ cho kênh bằng một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở video số 73.